Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình rất là buồn các bạn. Thực sự rất là buồn. Cái con cá rồng mình rất là ưa thích này các bạn. Hôm nay nó đã nhảy ra ngoài trong lúc mình đi làm. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại nhảy ra ngoài này các bạn. Bình thường là mình... đây, mình cho các bạn xem. Bình thường thì hồ của mình vẫn để như thế này, nước vẫn như thế này mà không nhảy. Không biết hôm nay vì lý do gì mà nó đã nhảy ra ngoài rồi các bạn, và về mình thấy nó đã cứng như thế này rồi. Nó nhảy ra một chiều ngày hôm nay các bạn, về thấy nó cứng đơ, mình cứu không kịp các bạn. Rất là buồn. Cá rất là đẹp các bạn. Bơi rất là đẹp. Ngày hôm nay rất là xui các bạn. Nói chung là ngày hôm nay của mình rất là xui. Bây giờ mình đo kích thước của nó bao nhiêu cho các bạn xem nha. Đây. Đây thì mình sẽ đo cho các bạn xem nó sẽ dài bao nhiêu nha. Tầm 24 cm các bạn. 24 cm. Và ngày hôm nay đã chết rồi. Rất là buồn các bạn ơi. Không biết làm sao nữa. Tại vì cá chết thì một phần là thứ nhất là tiếc tiền là một, nhưng mà nó chỉ là cái số nhỏ của mình thôi các bạn. Cái quan trọng nhất là nó đã gắn bó với mình trong rất là nhiều video rồi. Tất cả những con cá mình quay nó đã gắn bó với mình trong rất là nhiều clip, trong rất là nhiều video. Nhưng mà tụi nó cứ bị bệnh và nó chết rất là nhiều các bạn, rất là nhiều con. Nó chết, mình cho nó ăn hàng ngày. Mình chăm sóc nó hàng ngày mà nó bỏ mình như thế này đấy các bạn. Chắc bỏ nghề quá các bạn. Nghề này nếu thực ra các bạn nuôi các bạn sẽ thấy rất là buồn, tại vì từng con cá nó đồng hành với mình trong từng ngày, mình cho nó ăn từng ngày, mình chăm sóc nó từng ngày, mình quan tâm nó từng ngày, mà nó vì sự cố nào đó, hay là vì nước nuôi, hay là vì cái gì đó mà nó nhảy ra ngoài thế này thì rất là tội các bạn. Chắc là phải bỏ làm video một thời gian rồi các bạn. Cá rất đẹp. Chẳng hiểu lý do gì mà ngày hôm nay nó ra ngoài được luôn các bạn. Mình không hiểu lý do gì mà hôm nay nó ra ngoài được. Hay là có khi nào mà mình đang làm việc trên kia rồi có người vào nghịch không ta? Nhi ơi, Nhi nãy quay vào nhà ông em. Hả? Nãy không ai vào nhà hả? Hoặc là mình nghi ngờ một lý do nào đó, chắc có người vào nhà ta vớt ra các bạn. Tại vì mình đang làm việc mà. Rồi con cá như thế này các bạn kêu mình xử lý như thế nào? Một là ướp muối, hai là đông lạnh, ba là cho nó chôn cất nó luôn các bạn. Mình nuôi nó để được hơn một tháng rồi các bạn. Hơn một tháng rồi. Đuôi đỏ này các bạn, đuôi rất là đẹp, người rất là đẹp, rất là thon. Nó là một trong những con cá mình rất là thích. Thì đó, thì video hôm nay mình thông báo cho các bạn biết tin như vậy. Mình rất là buồn. Chắc có lẽ mình phải nghỉ một thời gian thôi các bạn, để mình ổn định tinh thần, ổn định bể các thứ rồi mình mới nuôi cá tiếp nha các bạn. Rồi, nếu các bạn ủng hộ mình thì có thể qua xem video game của mình, qua kênh tiếp theo.
Khi nào mình làm video tiếp theo mình sẽ up lên kênh của mình cho các bạn xem. Xin chào. Thì đây các bạn, mình đã bỏ em vào cái bọc ni lông này các bạn, hai lớp bọc các bạn, để mình có thể lưu giữ cái con cá này lại với mình các bạn. Mình không biết là khi mình lưu giữ như thế này mình có cần mổ bụng nó không, mình tại vì mình chưa làm cái điều này bao giờ cả, chưa làm bao giờ. Thì bây giờ mình sẽ gấp lại như thế này. Có giận hờn trách móc gì thì nói tao nghe chứ sao lại bỏ tao như thế này. Rất là buồn. Rồi, mình sẽ gấp nó như thế này. Và mình sẽ chặn nó vào ngăn đá các bạn. Đóng lại. Hôm sau mình sẽ làm cái video về những cái con cá mà mình nuôi, về những cái nguyên do của nó chết, và mình tổng hợp lại thành một cái video để có thể cho các bạn xem và các bạn có thể rút ra cái bài học kinh nghiệm cho mình được. Nuôi cá sống thì mình không có tự tin để chỉ cho các bạn, nhưng mà nuôi cá chết thì mình bảo đảm mình có đủ những cái trải nghiệm để mình có thể chia sẻ cho các bạn được trong rất nhiều video. Rồi thì chắc là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Mình không biết mình còn có đủ cái tự tin để mình còn nuôi cá để làm review cho các bạn xem được không nữa. Tại vì dạo gần đây mình chuyển nhà mới, hình như cái phong thủy cũng như cái địa thế cũng như cái mạng hoặc là cái nơi nó ở nó không hợp với việc nuôi cá rồi lắm các bạn. Hoặc là do bản thân mình chẳng hạn, cũng là một lý do nào đó mà việc nuôi cá nó không được thành công cho lắm. Tâm linh cũng là một phần thôi các bạn, tuy nhiên mà mình cũng phải tâm linh các bạn. Chắc mình sẽ nghỉ một thời gian, tạm nghỉ một thời gian. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình.